Đối với nam giới, chống đẩy có thể nói là bài tập phổ biến thứ hai sau chạy bộ. Điều kiện để thực hiện cũng rất đơn giản, có thể ở bất kỳ nơi đâu và bất kỳ thời gian nào. Tiêu chuẩn của bài chống đẩy cũng không có gì khó khăn. Không cúi đầu, ưỡn hông hoặc ưỡn lưng, dù lên hay xuống thì luôn giữ cơ thể trên một đường thẳng. Khi xuống, cố gắng để cho phần ngực càng gần mặt đất càng tốt. Giữ tay rộng hơn vai một chút, cánh tay và lưng tạo thành một góc 45 độ. Kiên trì thực hiện bài tập chống đẩy mỗi ngày, cơ thể bạn sẽ nhận được vô vàn lợi ích sức khỏe bất ngờ. Phát triển sức mạnh phần thân trên. Sau tuổi 50, thân hình thường sẽ phát triển theo chiều ngang. Nhiều người đến tầm tuổi này bắt đầu phát tướng, bụng và ngực ngấn mỡ, mà quần áo sẽ không thể cài được cúc. Chống đẩy được đánh giá là một trong những bài tập đơn giản nhất, nhưng lại có lợi nhất để tăng sức mạnh và khối lượng cơ bắp. Chống đẩy sử dụng trọng lượng của chính cơ thể làm lực cản, hoạt động cùng lúc cả phần trên và phần cơ trọng tâm. Kiên trì tập chống đẩy có thể mở rộng vai, luyện tập cơ ngực, lưng, tay và tiêu hao lượng mỡ thừa, giúp da và cơ bắp dần săn chắc, phần thân trên khỏe khoắn, cân đối. Cải thiện tư thế, sửa gù lưng. Rất nhiều người có tư thế ngồi học tập, làm việc sai cách. Hậu quả là khiến dáng người bị lệch, gù. Bên cạnh đó, một trong những lý do của việc đi đứng sai tư thế chính là do cơ bắp yếu. Để giữ được lưng và vai ở đúng vị trí, toàn bộ phần cơ lõi phải đủ khỏe mạnh để giữ được chúng. Khi thực hiện chống đẩy, phải giữ cho toàn bộ cơ thể theo một đường thẳng, không được cúi đầu hay ưỡn ngực. Lâu dần sẽ hình thành thói quen tốt, sửa được tư thế gù lưng. Không chỉ vậy, khi chống đẩy, các nhóm cơ có nhiệm vụ điều chỉnh tư thế được tăng cường và phát triển thêm. Nếu thường xuyên luyện tập, cơ thể sẽ có hướng tự điều chỉnh về tư thế chuẩn và thích hợp nhất. Ngăn ngừa béo phì. Bước vào ngưỡng tuổi 50, việc tăng cân rụng tóc xuất hiện ngày một rõ rệt. Béo phì ở tuổi trung niên chủ yếu liên quan đến quá trình trao đổi chất bị chậm lại, tiêu hao năng lượng chậm hơn. Chống đẩy là bài tập có thể giúp đẩy nhanh quá trình tiêu hao, tránh tích tụ mỡ, đồng thời tăng cơ và giảm tỷ lệ mỡ trong cơ thể. Tăng tốc độ lưu thông máu và cải thiện chức năng tim phổi. Một tác dụng khác của bài tập chống đẩy mà bạn không thể bỏ qua chính là tăng cường sức khỏe tim mạch. Một nghiên cứu vào năm 2019 đã điều tra mối liên hệ giữa số lần chống đẩy của một người có thể làm và nguy cơ phát triển vấn đề sức khỏe tim mạch 10 năm sau đó. Đã có hơn 1.100 nam giới trung niên tham gia vào nghiên cứu. Kết quả cho thấy, những người trong nhóm chống đẩy nhiều hơn 40 lần giảm thiểu nguy cơ gặp vấn đề về tim mạch thấp hơn 96% so với nhóm chỉ chống đẩy dưới 10 lần. Khi mới bắt đầu chống đẩy, có thể chỉ thực hiện được từ 7 cho đến 8 lần một hiệp. Sau mỗi hiệp thì thở hổn hển không ra hơi. Nếu kiên trì luyện tập, số lần chống đẩy trên một hiệp sẽ nâng lên thành 15, 20 và không cảm thấy mệt mỏi nữa, bởi vì chức năng tim phổi đã được cải thiện. Tuy bài tập này không cần chạy nhảy nhiều hay vận động mạnh, nhưng cũng cần hít thở nhịp nhàng. Như vậy mới giảm tiêu hao oxy và tăng tốc độ lưu thông máu. Với độ tuổi từ 20 cho đến 29, số lần chống đẩy trung bình là 21 trong một hiệp, tốt là 39 lần trong một hiệp. Độ tuổi từ 30 đến 39, trung bình từ 16 lần trong một hiệp, tốt là 34 lần trong một hiệp. Độ tuổi từ 40 đến 49, trung bình là 11 lần trong một hiệp, tốt là 28 lần trong một hiệp. Độ tuổi từ 50 đến 59 là 9 lần trong một hiệp, tốt là 25 lần trong một hiệp. Độ tuổi từ 60 đến 69, trung bình là 6 lần trong một hiệp, tốt là 24 lần trong một hiệp. Đối với nhóm người mới, nên bắt đầu với những bài tập đơn giản, ví dụ như chống đẩy quỳ gối sẽ giảm thiểu độ khó của bài tập. Tư thế này cũng phù hợp với phái nữ hoặc những người gầy, người cao tuổi hoặc người sức khỏe kém hơn, thích hợp với bài tập chống đẩy nghiêng hoặc chống đẩy với tường, qua đó giảm bớt độ khó và tạo điểm tựa cho cơ thể, từ đó không quá tốn sức khi thực hiện bài tập. Người khỏe mạnh chỉ cần thực hiện tư thế chống đẩy truyền thống, còn nếu muốn thử thách bản thân và tăng độ khó thì có thể thử các biến thể khác của chống đẩy như chống đẩy kim cương, chống đẩy Atex hay chống đẩy một tay